Vương Xá Thành là kinh đô của nước Ma Kiệt Đà, một kinh thành cổ xưa nhất Ấn Độ, rất trù phú, nguy nga, do vua Tần Bà Sa La trị vì vào thời Đức Phật còn tại thế. Ngày nay, kinh thành này chỉ là một trấn nhỏ với tên Rajia. Xung quanh vùng còn có một vài bức tường thành bao bọc ở các rặng núi chính, là những phế tích còn lại của một kinh thành cổ. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều lạc hậu, phố xá thưa thớt. Nhưng đối với chúng tôi, sau khi rời Bồ Đề Đạo Tràng vào sáng sớm, để đến nơi đây vào lúc mờ sương khi mặt trời vừa thức giấc, trong niềm hân hoan và háo hức, vì chúng tôi đến nơi đây chỉ với một mục đích là sẽ cùng nhau chiêm bái và tu học trên đỉnh linh thú này. Và đây là thời pháp thoại mà thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đã chia sẻ cho chúng tôi trên đỉnh núi mà Đức Phật đã từng thuyết kinh Pháp Hoa Bát Nhã Tâm Kinh cho chư thánh tăng hơn 2.500 năm về trước. Thật là rất vui mà chúng ta mới đến một cái chính thức, một cái điểm rất là quan trọng. Riêng thiền tâm thì như các vị thân giáo người thiền cũng biết là nơi đây Đức Bà Ca Diếp cũng đã ngộ được từ cái cánh sen của Đức Phật, tức là cái đơn qua di trí mà ra rồi cũng có liên hệ với thiền tâm. Mà chính vì vậy mà chúng con thay mặt ban tổ chức xin thường tổ trưởng đoàn vì chúng con cũng nơi cái thánh tích này, cái thánh địa này, nơi cái hương thất của Phật thuộc về đại chúng mà tìm lại chúng ta chúng con những cái điều mà mình đã cảm thấy rằng chia sẻ được với đại chúng để chúng con cùng phát ra cái bộ đề tâm kiên cố trong đại nguyện tu hành của địa phương này. Đúng là một cái nhân viên lành lớn cho nên là tất cả chúng ta hôm nay được về tại đây nơi ngồi tại nơi núi linh thú này, tức là nơi đây Đức Phật cùng cũng ở đây cùng chư thánh chúng cùng thuyết những bộ kinh quan trọng như là kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã rồi kinh Pháp Hoa, cho nên mà hôm nay thì chúng ta đến đây do trong cái thời điểm này là thời điểm văn minh nhiều, cho nên đường đi cũng dễ dàng, vì vậy cho nên chúng ta thấy là cũng không khó lắm. Nhưng mà với ngày xưa nếu mà chúng ta xét xa trở lại đó thì mới thấy là ngày xưa nhiều vậy đến đây đó rất là khó khăn, cho nên tâm chí thành nó cũng rất là lớn. Chính Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có nhiều vị như ngài Đại Thừa Đăng rồi đó, từ Việt Nam mà lặn lội qua tới bên đây, và trong sử có ghi lại đó thì trước ngài Huyền Trang là ngài Pháp Hiển, ngài Pháp Hiển và khi mà ngài đến đây đó là không phải được dễ dàng như chúng ta ngày nay. Tức là ngày xưa là còn đường quang, rừng rậm, rồi thú dữ nữa. Ở đây có rất nhiều gọi là thú sư tử đen. Sư tử đen là một loại sư tử rất là hung dữ. Thì ngài Pháp Hiển, ngài đến đây á, là ngài phải nhờ hai vị tỳ kheo, người Ấn để hướng dẫn đi. Nhưng mà khi mà lên tới đây rồi á, thì ngài Pháp Hiển từ ở Trung Hoa mà lặn lội đi coi như là bao nhiêu mấy người bạn đi cùng chung đó, người thì chết dọc đường, người thì hối tâm trở về, thì chỉ còn có hai ngày, tức là ngày Pháp Hiển, ngày đạo chỉnh nữa, hai ngày qua được tới đây thôi. Thì khi mà ngài Pháp Hiển ngài lên đây thì ngài thấy cảm động quá, ngài muốn lưu lại một đêm ở đây luôn. Mà quý vị thấy là ngày nay mình ở đây vậy đó, còn hồi xưa là rừng rậm rồi quan du sư tử đầu vậy đó, mà ngài quyết định ở lại thì hai vị tỳ kheo mà đưa ngài lên đó sợ quá về, không ngài ở chứ tôi về, tôi không dám ở, chính người bản xứ mà không dám ở, nhưng mà ngài dám ở.
và giới cái tâm chí thành của ngài, thì khi mà ngài chuẩn bị đèn hương để mà thắp cúng Phật, thì trong tư liệu ngài ghi lại đó, thì tự nhiên là đèn đó bật sáng lên khỏi tầm đốt. Đó là một cái cảm ứng kinh nghiệm, tức là do cái lòng chí thành của ngài. À, thì mới dễ. Còn chúng ta ngày nay mà so với ngài lòng thành chắc bằng phân nữa. Rồi ngài Huyền Trang cũng vậy, ngài Huyền Trang mà từ bên Trung Hoa mà cũng lặn lội vượt đèo vượt núi vượt sa mạc để qua đến đây, rồi lên đến tận nơi đây là cũng phải trải qua nhiều cái gian khổ rồi gặp cướp rồi nữa, cho nên đến nơi đây thì cũng là với ngài thì cũng là một cái di tích là quan trọng, mà trên đây cũng còn có một cái điểm di tích của ngài đã từng đến đây. Cho nên đó là để cho thấy rằng ngày xưa các ngài đó đến đây là không phải dễ dàng như chúng ta ngày nay. Hôm nay thì tất cả chúng ta đến đó thì cũng để ý thức được đó là chúng ta nguyên nhân lớn chứ không phải là tầm thường. Và tại nơi linh thú này nó có nhiều sự kiện rất là quan trọng, như trước thầy không nói cũng có sự kiện liên hệ đến thiền tông, tức là ngày Ma Ca Diếp được cái đặc tiền pháp với cái tết là niêm qua di tiếu đó, tức là Phật đưa cành hoa sen lên, thì ngài cảm nhận, ngài mỉm cười, thì đó gọi là ở trên hội Linh Sơn không. Vì vậy cho nên đến đây rồi thì chúng ta mới thấy, thì đúng ra thì khi mà tượng Phật mà cầm được hoa sen á thì là ở trên núi chứ không phải dưới cội Bồ Đề, phải không? Là trên núi, núi Linh Thú này tức là Linh Sơn Hội Thượng, và cái gọi là trên hội Linh Sơn này thì Phật thuyết là kinh quan trọng là mình kinh Pháp Hoa. Còn về kinh Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc tụng hàng ngày đó thì Phật cũng thuyết tại đây. Thì cũng có nhiều vị đọc rồi nghiên hờ ở trên đây, là mình thấy đó là cái không gian nó rất là giới hạn thôi, mà Phật thuyết pháp thì đại chúng rất là đông đảo, vậy ngồi đâu cho hết. Theo sử của ngài Huyền Trang ghi lại thì Phật thuyết kinh Pháp Hoa là không phải tại đây, mà dưới sườn phía nam, sườn núi phía nam, nơi Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Thì lúc mà ngài Huyền Trang qua đó là còn cái tháp mà kỷ niệm những cái di tích đó, bây giờ thì mình không biết là mình có tìm được không, mình chưa biết. Nhưng còn những nhiều bài kinh thì Phật thuyết ở đây. Đúng ăn thì Phật ngày xưa thì thuyết từ các vị tỳ kheo rồi ngồi dồn dồn ở trên cái thiền núi rồi ngồi chung quanh hết. Và theo ngài Đạt Ma Đạt Ma ngài giải thích á, thì trong một cái pháp hội có nhiều pháp hội đại thừa lớn vậy đó, thì mình cũng phải dùng cái tâm đại thừa để mà nhìn xem để mới thấu được hết. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa thì khi mà Phật thuyết Pháp Hoa đó đến cái phẩm mà Phật hiện bảo tháp rồi đó, thì lúc đó là Phật ba lần biến khỏi ta bà thành Tịnh Độ. Thì cõi này lúc đó thì ở tại đây đó, coi như là chung quanh đây, không gian đây đó là đầy người hết, chư thiên rồi Bồ Tát rồi các quá Phật đồ về cho ngồi đầy khắp hết đây rồi. Còn những mà chúng sanh gò nóng ở đây đó, lúc đó là dời đi chỗ khác hết rồi. Cho nên mình mà lấy cái tâm chúng sanh của mình để mà nghe cái Pháp Hoa là cũng bị dời đi chỗ khác luôn. Đúng vậy thôi, bởi vì mình đem cái tâm chúng sanh phân biệt mà, thành ra cái tâm nó nhỏ hẹp, cho nên bị dời đi chỗ khác hết, cho nên không hiểu nổi Pháp Hoa. Còn nghe Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa, phải dùng tâm Pháp Hoa, tức là tri kiến Phật.
cho nên lúc đó là Phật dời đi hết mà. Nè, bởi vậy mà khi chúng ta học đến những bộ kinh Đại Thừa rồi đó, không? Thì mình cũng hay dùng cái tâm Đại Thừa để nghe, để nhận, để hiểu, chứ không phải đem cái tâm gọi là phân biệt, không? Nơi giới hạn. Đó. Mà chính cái đó là ngay đầu kinh Pháp Hoa là ngày Đức Phật là ngày Văn Thù ngày cũng nhắc, không? Tức là dùng cái trí tuệ mà nhiều như Xá Lợi Phất á, Xá Lợi Phất á mà nhiều như là lúa mè tre lao vậy đó, để mà chung hợp lại, để mà suy nghĩ về cái trí tuệ Phật thì cũng không thể hiểu được. Đấy, trí tuệ mà như Xá Lợi Phất mà nhiều như mà lúa mè mà chung nhau hợp chung lại để mà cùng suy nghĩ về cái trí tuệ đó, cũng suy nghĩ không đến được, không hiểu được. Đó là để nhắc ha, mình cái gọi là cái tâm mà suy nghĩ của mình đó nó rất có giới hạn, mình không có ý đại vào cái tâm này. Nhưng mà thường với người thế gian á thì chỉ có sống với cái tâm này thôi, cho nên chỉ có tâm này là số một thôi, đâu còn tâm nào khác nữa. Cho nên những vị học giả, những nghiên cứu thì luôn luôn là dùng cái tâm này để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu thôi. Cho nên là mà dùng tâm này để nghiên cứu tìm hiểu thì không hiểu hết nổi, từ cái không hiểu hết nổi thì thành ra rồi mới nghi ngờ và có khi xuyên tạc. Còn ở đây đó thì chúng ta hãy hiểu lên, như ngày Đạt Ca Đạt Ma đó thì hiểu lên một cái tầng nữa, thì nó kết hợp với cái gọi là cái khung cảnh với cái diệu pháp mà Đức Phật muốn nhắc. Mình bây giờ ngồi đây cũng vậy, không? Với cái tâm thường của mình đây thì mình thấy nó cũng thường, cho nên nhiều vị mà nếu đi tham quan á thì lên nghe nói là linh thú, thì từ xa lòng thành của mình, chí thành nghe nơi một nơi mà linh thiêng vậy, nhưng mà đến đây là thấy những cái tảng, những viên đá rồi những cái nền gạch nó quang phế thôi, chứ không thấy gì mà lớn lao, không? Thì với cái tinh thần mà người đi tham quan thấy vậy là không quá thú vị, phải không? Nhưng mà chúng ta với cái người con Phật thì với cái tâm mà đến chiêm bái thì nó lại khác, cho nên mới thấy được những cái ý nghĩa nó thâm trầm ở bên trong. Ngày xưa ngày Trí Giả Đại Sư đó cũng có liên hệ với nơi Pháp Hội Linh Sơn này, tức là ngày Trí Giả Đại Sư là người mà coi như là mở cái tông Thiên Thai, mà cũng là lấy kinh Pháp Hoa làm chủ yếu đó. Thì khi mà ngài tụng kinh Pháp Hoa đến cái phẩm gọi là Dược Vương, không? Thì ngài cũng là cảm nhận ngài nhập Pháp Hoa Tam Muội thì thấy là Pháp Hội Linh Sơn vẫn còn y nguyên chưa tan, tức là từ cái thời Phật thuyết kinh Pháp Hoa tới ngày đó là cũng có ngàn năm, hoặc trên ngàn năm, nhưng mà ngày lúc đó ngài thấy vẫn còn gọi là y nguyên chưa tan. Thì vậy là nếu mà với cái tâm mà phân biệt của mình với tâm giới hạn mình đây, mình nghe tới đó là mình thấy khó hiểu, không? Làm sao mà như vậy lúc đó mà thấy Pháp Hội Linh Sơn mà vẫn còn chưa tan? Nhưng mà chính ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng đã từng nói đến cái điều này, như là trong Pháp Hoa là có một đoạn, không? Phật gọi là nhắc đến cái ý nghĩa này. Tức là trong cái phẩm gọi là Như Lai Thọ Lượng đó, không? Thì trong đó Phật có nói đến nghĩa là chúng sanh khi mà đã trúng Phật á thì ngay thiệt ý dụ hòa một lòng muốn thấy Phật thì chẳng tự tiếc thân mạng, giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú, ta nói với chúng sanh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện hiện có diệt chẳng diệt.
Đức Phật nói rõ, nếu mà chúng sanh nào khi mà đã có tâm tin phục, tâm ý ngay thiệt diệu hòa, tức là không còn những cái tâm mà lăng xăng theo duyên, theo cảnh phân biệt giới hạn đó, gọi là một lòng muốn thấy Phật, tức là nhất tâm. Một lòng là nhất tâm muốn thấy Phật, mà nhất tâm tức là không còn có những cái tâm tạp nhạp nữa. Và chẳng tổ tiết thân mạng, tức là quên cái ngã này. Một lòng nhớ Phật mà quên cái ngã này, thì bây giờ ta cùng với chúng tăng đều ra khỏi linh thú, tức là bây giờ Đức Phật cùng với chúng tăng mới ra khỏi linh thú để hiện ra, cho thấy vẫn còn hiện tại đây chứ không có mất, chứ không phải là mình nghe nói Phật diệt độ là Phật mất luôn. Tức là ta nói với chúng sanh thường ở đây chẳng diệt, tức là ngài vẫn chẳng có diệt, nhưng mà vì dùng sức phương tiện hiện có diệt chẳng diệt, vậy là hiện có nhập niết bàn hoặc là chưa nhập niết bàn, đó là vì sức phương tiện để hóa độ chúng sanh, chứ còn Phật thì không có diệt. Chính ở điểm đó mà mình hiểu kỹ rồi thì mới không có làm. Cho nên nhiều nhà học giả hoặc là nghiên cứu theo sách vở đó thì thấy nghĩa là nhiều khi là hiểu sai, hoặc là có nhiều vị gọi là xuyên tạc, tức là nói rằng là Đức Phật tu hành khổ nhọc nhiều năm như vậy, cũng như nhiều kiếp như vậy, cuối cùng thành Phật rồi, và cuối cùng rồi cũng nhập niết bàn, tức là cũng chết như ai. Thì vậy không tu cũng chết, tu cũng chết. Vậy thì tu khổ nhọc để làm gì? Đó là cách xuyên tạc. Còn ở đây thì Đức Phật nói đó là Phật phương tiện vì hóa độ chúng sanh, chứ còn chính Phật thì sao lại diệt? Có diệt thì sao gọi là Phật? Tức là đó là Phật ứng thanh. Vì để hóa độ chúng sanh, tức là để cho thấy rằng chính Phật hiện ra đời, thân gọi là đầy đủ các tướng tốt, phước đức như vậy, cuối cùng rồi thì cũng bỏ lại, để cho thấy rằng thân này là cái thân vô thường, sanh diệt, không phải là ta, không phải là của ta, chớ có bám, chớ có liếng vào nó. Đó là để cảnh tỉnh cho tất cả chúng sanh không có bám chấp vào cái ngã này, để mà vượt lên, để mà tỏ ngộ được cái tri kiến Phật hay là cái pháp thân Phật, thì cái đó mới là chân Phật. Thấy đó thì mới thấy là chân Phật. Cho nên đó là Phật nói rõ, cho nên đây là hiện có diệt, đó là do sức phương tiện. Rồi có một đoạn khác về Phật bảo: ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não, nên chẳng về hiện thân cho kia sanh khác ngưỡng, nhưng tâm kia liếng ngộ hiện ra vì nói pháp, sức thành thông như thế, ở trong vô số kiếp thường tại núi linh thú và các trụ xứ khác. Phật nói rõ không, nghĩa là vì ngài thấy các chúng sanh chìm ở trong các khổ não đó, cho nên chẳng có vì hiện thân mà khiến cho kia sanh khác ngưỡng. Tức là Phật có nhập diệt, nhập diệt rồi thì chúng sanh nhiều vị nghe, tức nghe tên mà không được thấy Phật, cho nên nó có lòng khát ngưỡng, cũng như chúng ta ngày nay nghe nhưng mà rồi không có thấy được Phật, cho nên có cái tâm nó khát ngưỡng hướng về. Chứ còn nếu mà Phật mà ở sống, gọi là sống hoài trên đời từ mà ngày xưa tới bây giờ trên 2000 mấy trăm năm đó, mình thấy hoài đó thì sao? Thì có vị chắc là cũng hơi chán đó. Thấy hoài quá quen. Cho nên đời ta thường nói là gần gọi Phật bằng anh đó. Mà đúng vậy, phải không? Chính là như hòa thượng của mình đó, ở đó, nhưng mà nhiều khi những vị ở Đà Lạt đó ít người biết đến, nhưng mà những người xa thì cung kính đến, cũng như thường chiếu cũng vậy, phải không? Tức là ở gần thì nhiều khi quen quá rồi có khi cũng hơi lờ. Thì đây vậy, nếu mà Phật mà còn ở đời hoài thì chúng sanh cũng hơi buông lung. Mình nay tu không kịp rồi thôi, ngày mốt cũng còn gặp Phật không sao. Còn chính là Phật nhập diệt rồi thấy khó gặp, giờ muốn gặp thấy rất là hy hữu, cho nên sanh tâm gọi là khát ngưỡng, giờ lo tu. Cho nên trong đó là Kinh Pháp Hoa là Phật mới có thí dụ là thầy thuốc giỏi mà để thuốc lại mà cho mấy người con mà bị bệnh uống nhầm thuốc là bị cuồng rồi đó, giờ không chịu uống đó. Cũng ỷ lại là có cha mình là thầy thuốc hay, cho nên không chịu uống, giờ Phật mới, ông thầy thuốc mới phương tiện
để cái thuốc tốt đó là chỉ cho các người con đó, rồi cái nói là có cái việc đi nơi xứ khác, rồi nhắn tin về thôi à, chết rồi, thôi cha của các người chết rồi. Thì lúc đó các người con nghe nói cha chết rồi, bây giờ mới thấy là thương tiếc, thấy là nó mới cô đơn rồi đó, giờ mới tỉnh lại chút mới lấy thuốc uống. Đúng như mình phải không? Nhưng mà bây giờ có nhiều người còn chưa lấy thuốc uống. Tự nhiên thầy nói câu đó thầy nhịn con. Thầy có tặng cho hai chục mình. Đó, cho nên đó là một cái ý nghĩa. Bởi vậy mà Phật nói rằng vì để cho kia sanh khác hưởng đó, thấy không? À, cho nên là Phật mới gọi là vì chẳng hiện. Là khi mà các tâm mà nó thuần thục, nó dịu hòa rồi đó, thì Phật thấy thích hợp là hiện ra, cho thấy là để thấy rằng về Phật cũng chưa từng diệt. Nó diệt đó là phương tiện thôi, chứ Phật thì đâu có diệt. À, diệt thì đâu có phải là Phật. À, cho nên mới là nhân tâm kia luyến mộ mới hiện ra vì nói Pháp. Đó, thì Phật là hiện ra vì nói Pháp. À, sức thành thông như thế ở trong vô số kiếp, chứ không phải là chỉ một kiếp, hai kiếp, là thường tại núi Linh Thú và các trụ xứ khác. Tức là Phật nói là ở trong vô số kiếp đó, Ngài vẫn thường ở tại Linh Thú đây và cũng ở các trụ xứ khác nữa. Tức là khi ai có đầy đủ nhân duyên thì Phật gì hiện ra, cho thấy là Phật chưa từng diệt. Vậy thì nếu mà trong đây chúng ta ai mà có tâm mà nó gọi là nhất tâm với Ngài như Ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì có khi cũng thấy Phật vẫn còn ở tại Linh Thú đó, cho Pháp Hội Liên Sơn vẫn còn yêu em. Bây giờ quý vị nhìn chung quanh coi có thấy đâu chưa? Nếu mà đúng theo cái phẩm hiện bảo tháp á, thì đúng là chung quanh đây là các quá Phật đang tụ về, đang ngồi đây. Mỗi vị là vị quá Phật đang ngồi đây. Thì chung quanh là bị là nếu mà dưới cái gọi là cái nhất tâm thanh tịnh đó, thì mình thấy là ở đây là cũng thanh tịnh rồi. Thì các ở đây là các quá Phật ngồi đây, thì đây đều là những vị Phật tương lai hết rồi. Thì Pháp Hội Liên Sơn cũng vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên đây là nhắc lại một ít lời ở trong kinh Pháp Hoa đó, để chúng ta cùng tưởng nhớ lại. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa đó, thì khi mà Đức Phật Đa Bảo cùng các quá Phật nhóm họp đó, là cũng ý nghĩa để mà nhắc nhở tất cả cũng đều là nhất tâm để mà cùng sống trở về một chỗ đó, tức là sống ngay thực tại. Cho nên người nhiều khi nhiều vị mà học kinh Pháp Hoa mà học theo sách vở đó thì thấy là khó hiểu. Ngày xưa có lần tôi đọc trong một cái vị học giả họ nghiên cứu, thì họ cũng nói rằng đọc kinh Pháp Hoa cho mà thấy giống như là kể chuyện tiểu thuyết, lâu lâu kể câu chuyện không, giống như tiểu thuyết đó. Thì đúng là bởi vì họ nhìn theo kiểu học giả đọc thấy theo như tiểu thuyết thôi, không có thấy gì cái lý sâu hết. Mà chính Ngài thì sẽ bắt ẩn cũng vậy, ban đầu lúc mà chưa mà hiểu đạo sâu thì Ngài đọc kinh Pháp Hoa, Ngài thấy là cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà sau này khi mà nội tâm nó thanh tịnh, nó có cái công phu sâu rồi, Ngài đọc lại Ngài mới thấy là đúng là kinh Pháp Hoa những cái ý nghĩa nó quá sâu mà ngày xưa mình hiểu cạn. Thì đây cũng vậy, học giả thì nhìn theo cái tâm của trí thức thế gian thôi, cho nên rồi thấy do lâu lâu là Phật kể chuyện chuyện này chuyện kia, chuyện tiền kiếp rồi hoặc là chuyện này chuyện kia giống như tiểu thuyết, nhưng mà không hiểu được những ý sâu trong đó. Cho nên chính Ngài Phật Đa Bảo hiện ra, rồi Đức Phật Thích Ca thâu các quá Phật trở về một chỗ, đó là một cuộc ý thiền trong đó. Thì tất cả đều sống trở về như ngay thực tại này, thì thấy Phật Đa Bảo hiện tiền thôi, đó là một cái gọi là hình ảnh để mà gọi là nương đó để mà hiển bày cái nghĩa sâu mà Phật không thể nói hết. Tức là cái nghĩa gọi là nghĩa sâu, nghĩa thật tướng đó là nó ngoài lời nói thì đâu thể nói hết được, nên phải mượn những hình ảnh đó, mượn cái ngôn ngữ văn tự đó để mà gợi ý cho người nhận ra.
mà chính trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nhắc đến điều đó, như là một đoạn Đức trong đó Phật dạy là Đức Đa Bảo Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các quá Phật phải nên biết ý này. Phật nói rõ, tức là Phật Đa Bảo Như Lai cùng với thân của Đức Phật Thích Ca nhóm họp các quá Phật đó, thì các ông là phải nên biết ý này, tức là trong đó có ý sâu luôn đó, chứ không phải là